Xin chào cả nhà đã quay trở lại kênh Nhật Cường TV. À, hôm nay thì Nhật Cường đang ở Houston, Texas nha. Đây thì nói chung là cách Houston, Texas là 4 tiếng rưỡi lái xe. Đây là phía biển. Thì hôm qua có đến đây thì đi cái show khai trương nhà hàng cho một người Anh. Đi show chung thì có ca sĩ Hồ Lê Thu nè, có cặp đôi ca sĩ Cặp Thành Linh nè, có ca sĩ Harry Trúc nè, và một số ca sĩ trẻ nữa. Mấy anh em chạy từ Houston lên bằng chiếc xe limousine này, đi 8 anh em. Thì đêm qua đáng lẽ là mình quay cái clip cho cả nhà xem, nhưng mà bởi vì lò biểu diễn thành thử ra không có quay được. Hôm nay thì đã thức dậy và bây giờ đến buổi trưa thì mấy anh em đã kéo nhau đi lên nhà hàng ở sát bờ biển này, dưới cầu rất đẹp, để ăn trưa xong rồi chia tay. Bây giờ mình sẽ quay cho cả nhà cùng xem khung cảnh ở đây nha, và chia sẻ của từng người nha. Đây là bàn, một bàn rất là dài ha. Đẹp trai ha, đẹp gái luôn đó. Rồi trời nữa, đêm qua tới bến Thượng Hải luôn à. Thêm một chút mà sung nhất luôn á. Linh là sao? Lấy uống nữa không? Chơi luôn. Thành, lấy uống không? Không. Không uống không? Uống luôn. Ôi thôi, tuyên bố là hết nổi rồi, hết nổi. Hết nổi hả? Hết nổi, giờ mình chơi chìm. Chơi chìm ở dưới. Đây. Qua là nhà hàng của Tuấn đây. Nhà hàng của người ta chứ không phải nhà hàng của Tuấn. Nhà hàng hôm qua không nghe rõ hả? Còn hôm nay, hôm nay là nhà hàng của người ta. Thiệt nha, cái nhà hàng này thì các bạn ngồi nhậu rất là lý tưởng nha, vừa nhậu vừa ngắm cảnh rất là tuyệt vời, không còn gì bằng luôn đó. Rất đẹp không đó. Ở dài xuống góc ở hành lang này ra ngắm cảnh tuyệt vời. Ở trong thì mở thông qua thoáng, rất là thoáng nha, thoáng dễ sợ đó. Bên cạnh đó là chưa đâu đó, để chúng ta mở sâu xuống camera nè, đó nhìn xuống đó, nó ngồi dưới đây nữa. Đây là cái tầng trên hả, ngồi xuống tầng dưới nè, thấy không, dưới ngồi đây mình nhìn ra cầu thôi tuyệt vời, không có gì bằng, thấy không, quá đẹp không. Chiều chiều mà ra đây mà vừa ngắm cảnh mà vừa lai rai vài chai bia ha, thử thức vài món hải sản thì trên cả tuyệt vời. Đó, ở đây cũng có sân khấu nữa không, để cho các khách lên hát với cái ọt, cây guitar đó. Thậm chí nhiều khi khách nào muốn hát karaoke cũng có luôn. Và thậm chí là có ca sĩ người Mỹ phục vụ ở đây luôn. Rất là đẹp, thoáng, nhà hàng rất rộng thoáng này. Ok, Noel luôn, chuẩn bị đón Noel nè. Đó, phía sau nữa cũng có nhóm khách du lịch dắt đi theo đoàn. Đó, bắt thành bàn hình chữ U. Thank you.
chứ? Hả? Rồi, chuẩn bị kêu anh. Kêu gì? Kêu order này 4 tôm. Chở tiếng Anh hay tiếng Việt đây? Rồi, nói tiếng Việt đi cho người ta hiểu. Ừ. Order một cái combo này là combo là đồ chiên của Mỹ đó. Đồ chiên Mỹ. Có là 4 tôm. 4 tôm. Là chỗ nào? Sauce cream. Rồi. Là 4 tôm nè. Một miếng cá phi lê chiên luôn. Và một miếng bánh cua. Nó làm thành cái bánh á, nó là cake á. Wrap cake. Vậy là thấy lạ đó, vậy em kêu giùm anh luôn đi. Rồi ok. Ồ, tức là kêu gì chứ? Em á kêu bún nước lèo. Ăn gì? Bún nước lèo. Ở đây có bún nước lèo nè, có bún mắm không? Ở đây có bún mắm không? Đó, em xuống nấu rồi. Phò xuống nấu bún mắm hả? Ồ, đó, dễ phục vụ rồi. Người ốm ốm, người mẫu, siêu siêu người mẫu. Đó. Thấy chưa, ngồi khung cảnh này lý tưởng quá cho nên thành thử chơi Corolla luôn. Đó, chơi Corolla luôn, đã không? Đó, Corona. Corona, rồi, mỗi bạn. Bánh mó. Đó, mình cũng có chai, ngon lành cành đào. Đó. Đó. Kêu gì cho kia sữa nó ăn kìa. Đó, giờ đang quạo đó. Tay mà nó lờ mà cái mỏ nó thấy không được rồi đó. Kêu đi, đẻ lên. Sữa chiên hả? Ừ. Đúng rồi, đổ sữa xong rồi chiên cho nó luôn. Vô Thành ơi, Thu ơi. Vô. 1, 2, 3, vô. 1, 2, 3, vô. Bữa trưa là cho khí thế lên cho bên kia sợ kìa. Đó. Thằng Tây người Mỹ bên trời đó, nó nghe mình uống hô nó sợ luôn. Bên kia có hội đoàn luôn à, mà phụ nữ không à. Đó, phụ nữ. Hội là hội đoàn. Phụ nếp à, nếp Mỹ, nếp Mỹ. Cái bạn này đó là nếp Mỹ. À. Bữa này thì cái thứ mình vung trong tay thì cứ rầm nữa bài căn nhà đem bài mò bài mặt tắt siêu mẫu xăm mình cái ghê đó. Đây là kêu món ăn nha. Ai mà không biết tiếng Mỹ thì nhờ người khác kêu giùm và món gì cũng được. Đối với mình là món gì cũng được. Miễn là có đầy đủ thứ chút là ok. Đó, bây giờ là thấy đông vui đó. Thấy khách bắt đầu vô đông, rất đông. Cầu ở đây cũng rất là dài nha cả nhà.
ra bên này nó cong qua bên kia luôn đó. Nhưng mà đặc biệt là cái khúc giữa nó đổ thành đường luôn, chắc cho nên xe chạy ra vô chỗ này được nè, đó thấy không, xe chạy ra vô được luôn đó, có xe đậu luôn. Còn chỗ đó mà cũng có thấy cái xe màu đỏ đó, có người đang câu cá luôn. À tuyệt vời. Trời mẹ, em ở đâu? Em ở Peo Leo. Mỗi em nằm mỗi trụ đặc biệt. Ở đây có hai trụ hai em. Hào luôn nha, hào quá. Bật chiên hả? Mày không còn gì quá. Thử món bật chiên nha. Thử món bật chiên nha. Thử ra món bật chiên. Ngon. Nhưng mà chiên theo kiểu Mỹ. Mình đi tới đâu mà gặp cảnh đẹp, đồ ăn ngon cái gì lạ thì mình sẽ chia sẻ với cả nhà mình nha. Đây có món súp cũng lạ. Cái này là clam chowder của em. Chowder. Em Việt nó order cho anh rồi. Em Việt order cái gì? Là cá súp, nó có cua, có cua, có len. Lạ đó, món này lạ nè. Đó, vô kìa, vô kìa, chị Linh nhanh thành vô. Ngon. Tôm. Được rồi. Chấm vô súp thử rồi. Nữa không cơm? Nữa không? Nữa không? Thôi chơi đi, chơi đi. Quay giờ ăn cho nó con. Nữa Thảo lấy chơi. Rồi Thảo chơi đi, đó. Đã không quá, thôi. Ngon quá. Tự tưởng miếng này, tự miếng này. Miếng này hả? Quay lại đi. Đó. Lại nè. Đây nè, món cho Thảo lấy cho Cường nha. Cường nó ngon quá. Đây, quay lại quay cái. Rồi. Quay cái môi tao lại. Bé Cường ăn thấy ngon quá, bé Thảo xúc động quá, bé Thảo làm thêm một miếng nữa cho bé Cường ăn. Và trong lúc bé Cường ăn. Có bố bé Cường ăn bé thôi nhìn chảy miếng. Thèm. Ngon quá. Quá ngon. Đậu que, cơm, tráng cuốn, đầy đủ luôn. Đó. Ăn hào cho có sữa hả? Ăn hào cho có sữa. Ăn hào cho nó có sữa. Nhà ở bên tao bây giờ mà vô nhà mà 1.500.000 á, nó tiền không có lẽ gì hết.
Cái này cũng vậy. Bên tao mình nghe đó. Đó có là nó 2 triệu. Là có là mình thấy cái nhà. Không mới nè. À. Cá nè. Dạ, khoai tây. Mình là kêu mấy món giống gì phải không con? Giống gì đó. Đó. Đúng không? Đó. Nhìn ghê quá, hấp dẫn, đã, ngon lành. Đó, cá nè, không? Tôm nè, không? Khoai nè. Dặn chanh vô gì hả? Có bộ nhân chanh nữa. Không, thích, anh thích. Anh thích cái này. Ngon quá. Có món gì lạ vậy? Cá cá bò lòng đường, cá bò lòng đường. À, cá tôm mè. Ăn này nó nhẹ một món này. Sợ. Này nặng quá. Phải bự nặng quá. Này chi bút đó là cá mà. À. Tôm. Tôm. À. Tôm giò. Thôi bà nói ăn đồ Mỹ béo. Đó là chia bơ à, chia cá bơ bánh cuồng rồi. Đồ Mỹ à, chỉ có chim rồi à, dầu mỡ béo bổ chi bơ Việt Nam. À, Việt Nam đó là cơm hả? Cơm đã không? Việt Nam phải cơm. Cơm như cá với đậu que. Cái này gây ra cái ngộ anh lâu rồi. Qua Mỹ là phải tập ăn đồ Mỹ. Cá. Cá chiên. Anh đang hamburger hả? Yeah. Con nó nhỏ lắm. Bánh đã. Con nó dài chơi thân mình luôn kìa. Chơi cái bàn tròn ở giữa. Đó, có quà. Tặng quà tình thương bánh thương. Ăn thử miếng cá này đại ca. Con nó xe cái miếng cá. Cua. Mới qua anh ra công việc á, thích anh Hảo. Anh có gần qua chơi, anh qua anh đón. Đó là
Sao anh Thanh, ăn món của Mỹ thì sao? Thấy được không? Quá ngon luôn. Quá ngon hả? Hơi béo không? Hơi cho nhiều đồ quá. Nhiều quá, nhiều ăn không hết, em ăn hết nổi. Quá ngon. Giúp sao thấy thì sao? Ăn ngon không? Quá đã, quá đã. Quá đã hả? Lít, lít. Ngon lắm. Ngon lắm hả? Yeah. Quá ngon. Quá ngon. Quá nguy hiểm. Yeah, nguy hiểm. Thu ăn ngon. À, vậy không biết no không mà không còn miếng nào hết. Không biết ngon cái dở mà không còn miếng nào hết. Quá ngon. Bên này còn nhiều nè, bên này còn nhiều. Ồ, còn nguyên cái bánh. Dục. Bên này cũng là hết. Chúng nói chung là độ bào cũng ngon. Có bạn này thì vẫn còn nguyên nè. Đó. Nói chung là nói xong mà Nhật Cường đã thử hết tất cả các món ăn ở đây. Thấy nó cũng được, cái cũng của mình chắc do cái khẩu vị mình nó không quen cái món ăn của Mỹ, thành thử ra nó chưa đã cái bụng mà. Bánh cá thì rất tuyệt vời. Nói chung là hào thì nói gì nữa, hào thì chưa nay chỗ nào cũng vậy, hào ăn rất là ngon, là bổ béo. Nhưng mà cơ thể mình thì không ăn hào sống được, chỉ có ăn hào nướng ngon. Thứ hai nữa là mình có nhận xét là nhà hàng này là khung cảnh tuyệt vời rồi, thoáng mát, rất là ok. Còn đồ ăn của Mỹ thì mình thấy nó là bơ chia với đồ khoai với đồ nướng nhiều, đó là bị khô. Nên mình phải thử cho nó biết món ăn ẩm thực mà. Thôi là cuối cũng là chia sẻ cùng cả nhà, chúc cùng cả nhà luôn mình thấy nhiều may mắn trong cuộc sống nha. Ở nhà ủng hộ Nhật Cường bằng cách là subscribe, đăng ký kênh Nhật Cường TV nha. Chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại cả nhà. Ở trong là bắt tay chia tay nhau là bye bye. Bye bye, bye bye. Dạ bye bye. Bye bye vậy đi. Yeah. Ok, bye bye luôn cả nhà nha, bye bye. Lên xe. Thôi lên xe nha. Vô. Máy xe. Còn kêu TK. Đó là cũng xì lát nè. Bye 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 bye. Xin mời quý vị đăng ký subscribe theo dõi. Nhật Cường xin chân thành cảm ơn quý vị luôn đồng hành ủng hộ kênh Nhật Cường TV, chia sẻ niềm vui và dấu sóng. Video mới phát lúc 20 giờ tối thứ 6, thứ 7 hàng tuần. Xin kính mời quý vị đón xem và giới thiệu nhiều người cùng xem.